Kính chào quý vị và các bạn, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cái quy định về quyền và nghĩa vụ đương sự. Các bạn biết không, quyền và nghĩa vụ của đương sự có những cái quyền chung, và sau đó thì từng cái nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan có một số cái quyền cơ bản. Thì hôm nay thì theo cái điều 70 của Bộ luật tố tụng, các bạn ạ, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, thì quyền và nghĩa vụ đương sự có tổng cộng là 26 quyền. Tôi thì tôi lại không thích đọc luật, nhưng mà tôi vẫn muốn cho quý vị và các bạn phân tích. Thì hôm nay có thể phân thành hai cái video, và sau đó thì sẽ phân tích cho quý vị và các bạn. Chậm mà đi phân tích quý vị và các bạn ha. Nếu trong trường hợp những cái video, những cái nội dung, cái quyền nào đó nó có những cái vấn đề, thì tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn tham khảo nha. Cái quyền thứ nhất đó là cái quyền tôn trọng tòa án và chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của phiên tòa. Cái quyền này thì cơ bản thôi quý vị và các bạn. Tôi thì tôi vẫn thường hướng dẫn đương sự rằng là anh cứ vào tòa, nếu anh ngó ở trên cái bàn của tòa là luật thẩm phán thì anh nói thẩm phán và tôi, nếu anh ngó ở trên cái bàn là thư ký thì xưng hô, cách xưng hô thư ký và tôi, một cái sự xưng hô chừng mực. Rồi thì đi phiên tòa, tôi vẫn hướng dẫn cho đương sự của mình rằng là nói năng một cách nhã nhặn. Có thể trong cái việc mà đi tòa, ý kiến của mình không được ghi nhận, nhưng không sao cả, mình sẽ làm cách nào để chúng ta bằng cái thông điệp ôn hòa, chúng ta sẽ chuyển cho thẩm phán biết cái việc của mình là như vậy. Cái quyền nữa, cái quyền thứ hai đó là quyền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí và chi phí tố tụng khác theo quy định của pháp luật. Đối với phần quyền và nghĩa vụ thứ hai này thì dễ thôi quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn là nguyên đơn thì chúng ta sẽ đóng tạm ứng án phí. Giống như trong trường hợp một cái vụ kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản, tôi yêu cầu buộc bà Thu phải có nghĩa vụ trả cho tôi 1 tỷ đồng, thì tôi đóng cái số tiền tạm ứng án phí tương đương đến 1 tỷ đồng. Trong khi đó, nếu tôi yêu cầu buộc người chị, người em của tôi, người trực tiếp quản lý di sản phải có nghĩa vụ trả cho tôi, chia thừa kế cho tôi cái số diện tích là 1.000 mét, thì tôi phải có nghĩa vụ đóng cái tiền tạm ứng án phí trên cái giá ngập là 1.000 mét các bạn ha. Tạm ứng lệ phí thì các bạn biết không, lệ phí ở đây gồm có những cái chi phí về xem xét thẩm định giá chẳng hạn, rồi những cái chi phí tố tụng khác. Thì các bạn biết không, rõ nhất là trong trường hợp chúng ta cho rằng là tòa ơi, cái bà A bà kiện tôi cho rằng là tôi vay tiền của bà, thực tế là tôi không có vay, cho nên tôi yêu cầu giám định chữ viết, giám định giọng nói, thì tôi phải có cái nghĩa vụ là trả cái tiền, thanh toán cái tiền chi phí tố tụng nhiều lắm các bạn ạ, hoặc là chi phí ủy thác tư pháp. Cái quyền và nghĩa vụ thứ ba của điều 70, quyền và nghĩa vụ của đương sự đó là cung cấp đầy đủ chính xác địa chỉ nơi cư trú, trụ sở của mình. Trong quá trình tòa án giải quyết vụ việc, nếu có thay đổi địa chỉ cư trú, trụ sở thì phải thông báo kịp thời cho đương sự khác và tòa án. Thì đây là cái quyền của mình mà quý vị và các bạn. Nếu như trong trường hợp nguyên đơn thì dễ rồi, anh phải cung cấp địa chỉ, thậm chí cả số điện thoại cho tòa nữa. Còn một số bị đơn thì họ vì lý do A, B, C, D, D gì đó, họ cung cấp nửa vời, họ cung cấp tới cái tổ, họ cung cấp tới khu phố. Anh cứ xuống tới cái khu phố 3 đi, anh hỏi bà Thu đi. Thì thực sự cái khu phố 3 thì nó rộng, làm sao biết bà Thu làm nghề gì. Các bạn ạ, chúng ta phải cung cấp địa chỉ cho tòa. Thứ nhất là số nhà, thứ hai là tổ, được tên đường,
địa chỉ càng chính xác càng tốt, thậm chí cả số điện thoại nữa, để cho chúng ta dễ dàng trong việc tòa tiếp cận, mời, triệu tập đương sự. Ví dụ như hôm nay tôi đang có địa chỉ ở một cái địa chỉ ở số 1 đi. Thì tôi trong cái quá trình mà tòa thụ lý vụ kiện á, dài quá, cho nên tôi chuyển nhà đến ở huyện Hóc Môn. Thì tôi sẽ cung cấp cho tòa: tòa ơi, trước đây tôi ở cái địa chỉ đó, nhưng mà địa chỉ đó nhà tôi bán rồi, tôi cung cấp lại địa chỉ mới cho tòa. Và mình là nguyên đơn, mình cũng cung cấp địa chỉ cho bị đơn như vậy nữa nha quý vị và các bạn. Giữ nguyên, thay đổi, bổ sung hoặc rút yêu cầu theo quy định của bộ luật này. Tôi khởi kiện tới tòa, tôi bảo: tòa ơi, tôi tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất nè, tranh chấp đối với cái người thừa kế là anh chị em ruột của tôi nè, tôi yêu cầu chia tất tần tật hết, chia 1/7 suất thừa kế, chia cái nhà, chia bộ ván, chia bộ lương hương. Thế là trong cái quá trình tòa án thụ lý, bây giờ mà chị chia một bộ ván á, mà định giá bộ ván cũng cực quá. Mà bây giờ bộ ván mà người ta sử dụng gần như là 3 năm, 5 năm rồi, cũng cực. Thôi bây giờ chị rút cái phần này. Thôi đồng ý, thật ra cái bộ lưu hương đó là kỷ niệm. Mà bây giờ có đi chia đi chăng nữa thì cái người nào đang quản lý sử dụng á, thì nó cũng không đáng bao nhiêu. Thôi thì được rồi tòa ơi, trước đây là tôi có yêu cầu chia cả cái di sản, cả những cái di sản là lưu hương, bộ ván, thì thôi nay tôi chỉ yêu cầu chia đất mà thôi. Bổ sung. Trước đây tôi yêu cầu khởi kiện chia thừa kế, nhưng mà giờ tôi mới phát hiện rằng là người em, người anh của tôi đã đứng trên giấy. Bây giờ tôi bổ sung khiếu kiện hành chánh luôn tòa nhé. Đó là yêu cầu thứ tư các bạn ạ. Yêu cầu thứ năm là cung cấp tài liệu, chứng cứ, chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đúng rồi quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn cho rằng là tôi là ngay tình á, hồi đó tôi được mẹ có một cái di chúc đây tòa ơi, tôi không có vay tiền của bà đâu tòa ơi, 1 tỷ đó là tôi trả bả nè, tôi chuyển khoản vô cái tài khoản ACB nè tòa ơi, ngày 5/5 nè, đó, năm 2019 nè, tòa thấy không? Cung cấp tài liệu chứng cứ để chứng minh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình các bạn ha. Đây là cái yêu cầu thứ năm. Tôi thì nữ mà cũng hơi dông dài, cho nên chắc chắn là có thể rằng là nói thì hai video, nhưng thực tế là có thể ra qua 3 cái video. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái phần 1 của quyền và nghĩa vụ của đương sự trong khi khởi kiện dân sự. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ gặp nhau ở phần 2. Tôi có những cái video hướng dẫn khởi kiện, nếu quý vị và các bạn nào quan tâm thì chúng ta cũng có thể xem những cái video đó. Giống như là bây giờ luật sư xa quá mà luật sư không thể đến gần mình, và mình sẽ mua những cái gói này để cho luật sư cầm tay chỉ việc dễ các bạn ha. Và chúng ta sẽ tiếp tục phần 2, quyền và nghĩa vụ của đương sự theo điều 70 của bộ luật tố tụng dân sự. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành cùng với tôi trong suốt thời gian qua.